Xin chào bạn. Sau một trong những cái chuỗi thua liên tục thì bắt đầu mình lại solo 1-1 mà không sử dụng đến máy bay. Đây thì mình sẽ sử dụng cái sự xây dựng luôn, và mình sẽ sử dụng item cải thiện các biện pháp khẩn cấp. Đây là một cái item cuối cùng, sẽ sử dụng ba cái nhà máy lính luôn. Ở đây một này, một cái này nữa, hai cái này, ba cái nhà máy lính luôn, mình sản xuất lính luôn ở đây. Một hai, kéo lính lên trên luôn, ba con lính đi ba hướng. Rồi kéo lính chính xác luôn. Mình sẽ cứ ăn dần dần lên các bạn nhé, bởi vì không biết như nào. Cứ ăn thôi, hết sức là chậm rãi. Mình đang thiếu nhà máy nước, mình cứ lên túc tác lên dần, có tiền mình lên. Mình sử dụng item đi truy sát nha, truy sát hết nhà luôn. Di chuyển ra đây, lính di chuyển ra đây rồi. Ok, ngon luôn. Để thế bạn trung tâm cung cấp trận này là chơi mắc lý luôn. Rồi mình sản xuất mắc lính nha. Bạn thấy nó lên xe hai này, lựa các thứ đây. Nó được ba cái trung tâm cung cấp. Kéo xuống góc luôn nhé, trên này thì gọi là chỉ thủ thôi, cải thiện phần cung luôn. Thực ra rất là nhiều cái con kia mình thấy ra cả vui nữa. Để xem con. Under attack. Ready to move out. Squad ready.
là đi xe nó vướng lính này, nó đi lắm. Mình lấy được cái chỗ tháp này, cái mình lên mấy cái phòng thủ được không? Giao cho anh tấn công bộ binh. Đánh thẳng vào trong luôn. Thiện nguồn cung. Mình sẽ để một nhóm lính ở trên, một nhóm ở dưới.
nên chạy tận của bộ binh. Đi tem thì xây dựng nốt đi.
nó cay lắm đấy. Nó vẫn còn đang sử dụng đấy này, sử dụng than là sử dụng cái tem. Mình đã xong thắng một ít rồi, không cần máy bay ra là cũng khá vàng. Đây nó còn đặt mì này các bạn thấy không? Nó đặt mì này. Nó đặt mìn nhưng mà không đúng chỗ, không đúng bên. Đặt mìn bên này thì đặt mìn bên bên này thì mình đi bên này. Đặt mìn lung tung ấy. Trung tâm level 2 anh thắng được. Đấy, trận này thì đấu với người Việt. Thì nên kia cũng đồng level 15. Mình xem được bao nhiêu hộp nhé. Tiêu diệt này, kho chết này, 34.000 nhá, đang từ 34.000 sẽ nó lên bao nhiêu tiền nhá. 34.000 này, nhận một cái là 36.000 này, wow. 71 rồi, 3.000 nữa. Và một cái hộp nữa. Đấy, xem quảng cáo nữa là cũng được 40-50.000 gì đó.